sẽ bắt đầu đến với cái chuyên đề gọi là văn hóa tử tế để thực thi xuất sắc. Văn hóa tử tế để thực thi xuất sắc. Thực ra cái chủ đề nó này nó rất là rộng hả các chị. Có khi là nói cả ngày, vài ngày nó không hết nữa. Và khi mà tôi chuẩn bị cho cái chuyên đề này các chị, tôi có thể liệt kê ra hàng trăm cái hành vi tử tế để thực thi xuất sắc. Nhưng mà gói gọn, ban tổ chức cho tôi có 50 phút à. Cho nên là tôi chỉ nói thật là tóm tắt. Và các anh chị lấy được cái ý gì về sử dụng cho công ty của mình thì các anh chị lấy, đồng ý không ạ? Đồng ý ha. Ok, rồi. Vậy thì xin phép sẽ đi vào chủ đề, tôi giới thiệu một tí xíu về bản thân tôi. Tôi có một cái ước mơ rất là lớn, đó là thế giới hạnh phúc hơn khi mọi người tin nhau. Điều này có thể xảy ra không các anh chị? Bao nhiêu các anh chị tin điều này sẽ xảy ra? Ai tin? Thiệt không? Từ sáng giờ tôi nói thiệt là không tin một số anh chị luôn á. Này, hỏi nghiêm túc. Từ sáng đến giờ có anh chị nào mà ngồi nghiêm túc từ đầu giờ đến cuối giờ, xin lỗi đến giờ này, ngồi tập trung lên đây làm bài tập, không rờ vào cái điện thoại, nhắn một cái tin nhắn, ai làm được việc đó giơ tay. Rồi, những người nào làm được ha, để bỏ tay xuống. Những người nào không làm được can đảm đứng dậy thử coi. Thử đi. Dạ, rồi tất cả mọi người hãy dành cho các anh chị ở đây một tràng hoa tay, pháo tay ạ. Vậy bây giờ là một cái cách tử tế này, các anh chị có đồng ý là vì chúng ta đã vi phạm luật và ban tổ chức không phát hiện vì số quá đông, không phạt cả bàn, mỗi người tự động nộp 100 ngàn vào cái quỹ gì đó sáng nay quy định á. Các anh chị có đồng ý không? Bao nhiêu các anh chị đồng ý ạ? Yes không ạ? Yes hay no ạ? Ok, như vậy chúng ta đang nói về việc tử tế. Mà tử tế là gì? Tử tế nghĩa là tử là chết, tế là cúng. Làm sao mình chết mà người ta vẫn còn cúng mình á, vẫn còn nhớ đến mình á. Đồng ý không? Vậy thì chúng ta phải tự thật với lòng của mình, thì đó gọi là nguyên tắc tử tế đầu tiên. Và nếu như ở trên đây ban tổ chức thì ra rã về cái luật, chúng tôi đưa ra luật để làm gì các anh chị? Để giúp các anh chị hiệu quả hơn. Mà bản thân chúng ta không làm được á, thì các anh chị đang không tự tử tế với ai ạ? Chính mình, vợ mình nữa. Vợ mình đóng tiền cho mình đi học mà tới đây mình không tử tế một tí nào hết. Ok, vậy chúng ta thống nhất là bao nhiêu tiền? 100 ngàn cho những người hồi nãy đứng lên. Mà hồi nãy trong bàn thì ai biết đứng lên rồi đúng không? Cuối giờ tôi muốn là cuối giờ nha. Anh Aha đâu rồi, trưởng ban tổ chức? Cuối giờ sẽ có rất nhiều người lên đây đóng tiền anh Aha và công khai số tiền. Đồng ý không? Yes or no? Ok, rồi giờ chúng ta sẽ vô chương trình. Và tôi có một cái ước mơ là thế giới hạnh phúc hơn khi mọi người tin nhau. Vì sao tôi lại có cái ước mơ này ạ? Vì thực ra các anh chị có cảm giác đi, nếu chúng ta đi làm hay là ở trong gia đình mà chúng ta nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải, chúng ta không tin đồng đội của mình, chúng ta không tin người trong gia đình của mình, thì các anh chị còn muốn sống nữa không? Thử quay qua bên phải các anh chị đi, nghiêm túc, thử quay qua bên phải, nhìn vào họ thử xem các anh chị có tin họ không? Khó đúng không? Không dễ một tí nào các anh chị, không dễ một tí nào. Cho nên tại sao... Các anh chị nghe, tôi chỉ nói là quay qua bên phải nhìn chứ không có ôm. Tại sao mà tôi nói là cái ước mơ này rất là khó? Vì không dễ dàng gì, đặc biệt với việc người Việt Nam chúng ta các anh chị. À, người Việt Nam chúng ta trong kháng chiến thì rất là đoàn kết. Nhưng mà khi tới mà kinh tế thì rất là cạnh tranh. Không dễ dàng gì mà tin người khác. Vì vậy mà tôi nói là có một cái ước mơ rất lớn. Và chính vì cái ước mơ này nó dẫn đến tôi có hai niềm đam mê. Một cái niềm đam mê thứ nhất là đối với tôi là gia đình. Gia đình là số một. Kể cả gia đình lớn và gia đình nhỏ, đối với tôi khi mà nhắc về gia đình thì tôi có thể tự động có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Nó dâng trào ở trong tôi. À, tôi có hai đứa con, một đứa thì được 8 tuổi và một đứa thì được 5 tuổi. Và cái cách mà tôi xây dựng văn hóa ở trong gia đình nó như thế này ha. Chia sẻ, và nếu các anh chị nào áp dụng được thì các anh chị có thể áp dụng. Tôi có nguyên tắc là 4 xin và 1 dạ vâng. Điều đầu tiên là dạ vâng ha. Nói với ai thì cũng phải dạ vâng. Rồi, 4 cái xin nè. Đầu tiên là xin chào, hai là xin phép, ba là xin lỗi và 4 là xin cảm ơn. Và ngày xưa lúc trước khi mà tôi có hai con bé lớn thì tôi không biết cái cách làm như thế nào để cho nó học những điều đó. Sau đó thì tôi làm thôi một cách thôi, là tôi làm điều đó với các bé và làm với tất cả những người mà tôi gặp. Và thế là các bé thấy và các bé học theo. Và đó là cái cách mà tôi làm. Các anh chị tin tôi đi, các anh chị chỉ cần làm về cái đó trong vòng 1 tháng. Làm liên tục thôi, các anh chị sẽ thấy cái không khí trong gia đình khác luôn. Kể cả vợ mình cũng dạ vâng với mình luôn á. Mà trước giờ chưa có. Mấy anh có đồng ý không? Thử đi nha. Ok, rồi. Và một cái đam mê thứ hai của tôi đó là đồng hành với các chủ doanh nghiệp để giúp cho họ phát triển. Thì tôi luôn luôn nói là tôi không bao giờ giỏi hơn chủ doanh nghiệp. Mà các chủ doanh nghiệp cũng không giỏi hơn tôi. Mỗi người giỏi một thứ.
Tôi có hai tay hai súng, là một bên là gì ạ? Xích tép, và một bên là fireway. Chủ doanh nghiệp không có được cái đó, họ biết nhưng mà họ không quan tâm, họ tập trung vào cái việc công ty của họ. Thế thì tôi mang cho họ hai khẩu súng và tôi đồng hành với họ, tôi đi tới đâu thì họ đi tới đó. Cái đó được gọi là đồng hành cùng phát triển, chứ không có ai đi trước ai. Hình dung ạ? Và đó là cái cách mà tôi đang làm việc cùng với các chủ doanh nghiệp. Và đó chính là lý do mà tại sao tôi có mặt ở ngày hôm nay ở đây, để chia sẻ với các anh chị cái cách tử tế nó như thế nào. Rồi, trong nội dung ngày hôm nay tôi sẽ trình bày là tử tế là gì. Có bao giờ các anh chị ngồi viết xuống định nghĩa thử tử tế là gì chưa? Mặc dù chúng ta có nghĩ đến điều đó. Có không ạ? Chưa đúng không? Tôi cũng vậy, chưa. Cho nên khi soạn bài này tôi mới ngồi tôi định nghĩa một cách nghiêm túc, mặc dù tôi đã nghĩ đến nó nhiều rồi. Thứ hai là thực thi là gì? Tử tế là gì? Thực thi là gì? Cái thứ ba là thể hiện văn hóa trong văn hóa tử tế trong thực thi như thế nào? Rồi sau đó tại sao chúng ta phải làm việc đó? Và cuối cùng là lời kêu gọi của tôi. Ở đây là toàn bộ nội dung tôi sẽ chia sẻ các anh chị, và tôi sẽ cố gắng đi nhanh vì nãy giờ nó có vẻ là nói hơi quá giờ rồi ha. Không liên quan đến Action Coach, nhưng nó có liên quan đến cái công ty tôi và ông anh tôi có một cái công ty xây dựng tên là An Phát House vào năm 2008 nó ra đời. Và 2 năm sau thì chúng tôi quyết định đặt một slogan phía bên dưới của cái công ty này là nhà thầu thi công tử tế. Và cái từ tử tế này bắt đầu xuất hiện với tôi từ cái năm đó. Nhưng thực ra thì khi đó hai anh em tôi cũng không định nghĩa tử tế nó là như thế nào hết. Chỉ biết là nếu như mình làm với khách hàng á, thì không bao giờ có phát sinh cho khách hàng. Nếu có phát sinh thì tự mình làm thêm. Dạ. Rồi, luôn luôn giải quyết những cái vấn đề khách hàng, thậm chí là khuya khách hàng đang có nhu cầu giải quyết trong quá trình thi công, công nhân của cháu, công nhân của em làm không tốt, cần tâm sự, sẵn sàng phi xuống từ đây xuống Thủ Đức nói chuyện bình thường. Cái đó được gọi là tử tế. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ định nghĩa nó ra, nhưng dù sao nó cũng có một cái ấn tượng trong đầu. Thế thì khi mà tôi bắt đầu soạn cái bài đào tạo này nè, cái bài huấn luyện này nè, thì tôi mới bắt đầu ngồi định nghĩa ra tử tế là gì. Và thưa các anh chị, không khó đâu ạ. Trên từ điển chúng ta có định nghĩa rất là rõ ràng, từ điển Hán Việt ha. Tử tế nó mang ý nghĩa là tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ càng. Nghĩa là bắt đầu từ cái thứ nhỏ nhất mình cũng làm rất là tỉ mỉ. Đó được gọi là tử tế. Một cái định nghĩa thứ hai nữa đó là có được tương đối đầy đủ những cái gì thường đòi hỏi phải có để được coi trọng, không sơ sài, không lôi thôi và không đúng đắn. Ví dụ vợ tôi luôn luôn nói với tôi một câu là anh đi ra đường á, anh phải luôn luôn mặc đồ rất là chỉnh chu. Không phải là đẹp cho anh đâu, mà để anh tôn trọng người khác. Tại vì cái tính tôi thì nó rất là thoải mái, đôi khi đi ngoài đường dép lào với quần sọt cũng được. Nhưng mà vợ nói là đã đi ra đường thì phải đẹp. Đó, thì kiểu đó cũng là một cái kiểu có thể coi là tử tế. Rồi, một cái kiểu khác nữa đó là, định nghĩa khác là tử tế là tỏ ra có lòng tốt trong đối xử với người khác, cũng là một cái khái niệm tử tế. Nhưng mà cái định nghĩa đầu tiên á, để các anh chị hình dung cái định nghĩa đầu tiên là cái quan trọng nhất ha. Tử tế nghĩa là chúng ta làm cái gì cũng làm một cách tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ càng. Cho nên các anh chị sẽ thấy cái cuốn quật bút của chúng tôi á, chuẩn bị càng ngày nó càng đẹp. Chúng tôi luôn luôn gọi điện cho các anh chị để chuẩn bị cái chương trình này, mọi thứ nó rất chỉnh chu. Có những người đăng ký vào giờ cuối chúng tôi cũng không nhận. Vì sao ạ? Vì tới mà không phục vụ được các anh chị tốt thì cũng không ổn. Từ sáng giờ chúng tôi làm, các anh chị có vui không? Có không? Các anh chị có thấy tử tế từ chúng tôi không? Số lượng nói hơi nhỏ ha. Ok, rồi. Vậy thì, tóm lại, tử tế là gì? Là những cái việc rất là nhỏ thôi. Nó không cần phải là cái việc lớn. Đôi khi chúng ta nghĩ là phải làm gì cống hiến cho cộng đồng, cống hiến cho xã hội rất là nhiều. Không cần thiết ạ. Những cái việc gì chúng ta nhỏ, giống như chúng ta có thể to như con voi, chúng ta che một cái dù cho cái con mèo nhỏ xíu à, cũng có thể coi là một cái việc tử tế. Dạ. Rồi, hoặc là nhà hàng ở đây không cho mang cà phê vô mà các anh chị cứ mang vô thì là vi phạm cái sự tử tế. Đúng không ạ? Cái việc mà các anh chị uống nước phát cho một chai hết nước, mình không lấy chai mới, mình xuống kia mình đổ nước thêm vô chai nước cũng là tử tế. Nó rất là nhiều cái thứ chúng ta có thể gọi là tử tế các anh chị. Nếu chúng ta ngồi chúng ta tập trung nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều thứ. Và tôi nói là có thể liệt kê ra hàng trăm, hàng ngàn những cái thứ giống như vậy. Vì tóm lại ha, tử tế là những cái việc nó nhỏ nhỏ thôi. Vậy bây giờ chúng ta nói về thực thi nè. Thực thi là gì? Tại sao cứ thường xuyên nguyên cái chủ đề năm 2022 này thì chúng tôi nói về thực thi không à? Thực thi xuất sắc. Vậy thực thi là gì? Thực thi là một cái quá trình gồm có 3 mắt xích. Một là chiến lược, hai là con người và ba là cái hoạt động để triển khai cái chiến lược đó thành thực tế. Theo các anh chị thì trong 3 cái này cái nào quan trọng nhất? Dạ. Cái yếu tố quyết định quan trọng nhất đó là con người.
Vì sao ạ? Vì con người là nhìn ra cơ hội và thách thức của thị trường để đề ra cái gì? Chiến lược. Rồi, con người là triển khai cái chiến lược thành kế hoạch. Ngày hôm nay các anh chị đang ngồi đây nè, nếu như các anh chị không có mặt, nhân viên các anh chị không có mặt thì cái chiến lược đó có biến thành kế hoạch được không? Không. Rồi, sau khi các anh chị lấy được bản kế hoạch ở đây về, các anh chị triển khai trong vòng 3 tháng tiếp theo, thì đó là quá trình chuyển từ cái chiến lược và kế hoạch trở thành kết quả thực tế của anh chị. Vậy con người là cái nhân tố quan trọng nhất, yếu tố quyết định sự thành công của cái quá trình thực thi này. Và nếu chúng ta kết hợp giữa việc là tôi làm việc gì cũng kỹ càng tỉ mỉ, một cái tâm thế rất là tử tế với cái việc thực thi, thì điều gì sẽ xảy ra? Kết quả nó rất cao, đúng không? Bây giờ chúng ta ghép giữa hai cái câu chuyện đó cùng với nhau. Quá trình thực thi, có một cái công thức của ông Jack Canfield ha, một cái diễn giả, một doanh nhân rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Ông có một cái công thức là E cộng với R thì bằng O. Nghĩa là gì ạ? Một cái sự kiện cộng với cái phản ứng nó tạo ra một cái kết quả. Sự kiện là cái chúng ta có kiểm soát được không ạ? Sự kiện xảy ra với chúng ta nè. Ví dụ nãy tự nhiên cái bắt đứng lên đóng 100.000, mình có kiểm soát được chuyện đó không? Không, tự nhiên bắt đóng 100.000 cái mình cũng đóng. Và chúng ta sinh ra một cái phản ứng là gì? Ok, vì tôi có lỗi, tôi cảm thấy tôi không tử tế cho nên tôi quyết định là tôi sẽ đóng 100.000. Cách gì kiểm soát được cái nào? Kiểm soát được việc đóng 100.000 hay là bị đóng 100.000? À, cái việc chúng ta chủ động đóng á, tại sao cứ nhắc đi nhắc lại hoài để chiều nay các anh chị làm chứ không gì đó. Các anh chị chủ động được việc là tôi sẽ móc tiền ra tôi đóng. Nhưng cái sự kiện nó xảy ra là vì các anh chị đang làm những cái thứ kia, ban tổ chức mới yêu cầu các anh chị đóng, thì các anh chị không kiểm soát được, đúng không? Và hai cái đó nó sẽ dẫn đến cái kết quả. Nếu như các anh chị không đóng thì các anh chị sẽ không phải là người tử tế, outcome á, không phải là người tử tế. Còn cái gì đóng thì các anh chị sẽ trở thành người gì? Tử tế. Các anh chị lựa chọn cái nào? Hiểu không? Hiểu đúng không? Cho nên là outcome các anh chị muốn cái gì thì nó phụ thuộc vào cái phản ứng của các anh chị, chứ không phải phụ thuộc vào cái sự kiện. Vì sự kiện là cái ngoại cảnh, chúng ta không tác động được. Rồi, bây giờ ghép nè. À, Việt Nam chúng ta có một cái câu gọi là tức cảnh sinh tình đó. Thì cái câu này chắc là ông này ông học từ Việt Nam ra đó. Tức cảnh sinh tình. Cảnh ở ngoài như thế nào thì bên trong chúng ta sẽ trỗi dậy. Nó tương ứng với cái cảnh đó. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không? Vậy thì cách gì hình dung cái quá trình thực thi là quá trình phối hợp giữa các nhân sự với nhau, đúng không? Phối hợp giữa các bộ phận với nhau, phải không? Vậy thì khi chúng ta phối hợp, chúng ta sẽ dùng mắt, chúng ta dùng tai, chúng ta dùng hành động. Chúng ta phối hợp dựa trên các cái quy trình. Và khi mà một người giận dữ với chúng ta thì chúng ta sẽ có xu hướng như nào ạ? Giận dữ ngược lại. Thì cuối cùng cái kết quả là gì? Hư hết luôn, hư hết luôn. Vậy thì các anh chị hình dung là phản ứng của chúng ta, đối với mình là cái phản ứng là R là của mình đó, trở thành một cái sự kiện của ai ạ? Nếu là phản ứng của chúng ta thì trở thành sự kiện của ai? Của người bên này, đúng không? Tôi phản ứng với người bên này, cái phản ứng là cái chữ R của tôi thì ngay lập tức nó trở thành chữ E ở bên này. Và tôi nhận được một chữ E này thì tôi lại đưa tiếp ra một cái phản ứng tiếp, một cái R thứ hai tiếp, đúng không ạ? Và cái R thứ hai của tôi thì trở thành cái gì bên này ạ? Lại một cái chữ E ở bên này. Và đó là cái câu chuyện phối hợp trong cái việc thực thi. Tới đây các anh chị vẫn ok không vậy? Ok đúng không? Rồi, cứ hình dung này nè. Cái việc thực thi là việc phối hợp giữa các cá nhân và bộ phận với nhau ở trong công ty để chuyển toàn bộ chiến lược và kế hoạch trở thành thực tế. Trong quá trình chúng ta phối hợp với nhau, tôi liên tục đưa ra các phản ứng. Phản ứng của tôi biến thành cái sự kiện của bên kia và hai bên phản ứng qua phản ứng lại để hoàn thành cái kế hoạch đó. Tốt hay là xấu là do cái cách chúng ta đưa ra phản ứng. Phản ứng tốt thì kết quả tốt, phản ứng xấu thì kết quả xấu. Rồi, vậy các anh chị hình dung giữa cái việc thực thi và cái việc tử tế nó liên quan với nhau như thế nào. Vậy bây giờ chúng ta được quyền lựa chọn sự kiện hay lựa chọn phản ứng ạ? Nào to lên một chút nào, sự kiện hay phản ứng? Rồi, đúng rồi, lựa chọn phản ứng. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn phản ứng như thế nào để nó trở thành tử tế. Mời anh chị xem một cái video. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon.
Cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. Các sự kiện, nhưng chúng ta được quyền lựa chọn cái gì ạ? Phản ứng của chúng ta. Và trong cái video này các anh chị sẽ thấy là cái phản ứng rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Hãy làm việc tử tế một cách đơn giản bình thường thì cái điều tử tế sẽ đến với ai ạ? Với mình, quay về chính mình. Vì vậy mà cái thông điệp của tôi đưa ra cho các anh chị là hãy lựa chọn cái cách phản ứng tử tế bằng cách nào ạ? Tôi thì rất là thích một cái triết lý của BNI là Giver's Gain. Giver's Gain là gì? Nghĩa là cho đi để được nhận lại. Hãy cho đi. Trong cái video vừa rồi các chị cũng thấy ạ, chúng ta cho cái gì các anh chị? Các anh chị có cái gì để cho? Tất cả chúng ta có điều gì để cho các anh chị?
Tiền có không ạ? Cho bao nhiêu cho đủ? Tiền cho bao nhiêu cho đủ? Thời gian cho được không ạ? Không được. Chúng ta chỉ có một thứ duy nhất mà chúng ta có thể cho là gì các anh chị? Sự tử tế, là các anh chị có thừa ở trong người. Chỉ có điều là chúng ta có cho hay không cho thôi. Và với tôi thì tử tế đó là giver's gain. Cho đi bằng tất cả cái sự nỗ lực. Chúng ta có cái gì thì chúng ta sẵn sàng cho đi. Cho đi sự tận tâm, cho đi sự chân thành, cho đi sự tốt bụng. Tất tần tật những cái gì mà chúng ta có sẵn trong người á, đừng cho tiền là được. Đúng không? Cái đó là tùy quan điểm của mọi người. Nếu như các anh chị nói rằng cho tiền đó là tử tế, ok các anh chị cứ cho. Nhưng nếu như ngay cả khi chúng ta không có cái gì thì cái mà chúng ta cho đi là gì ạ? Sự tận tâm của mình, sự nỗ lực của mình, sự cố gắng của mình, sự hỗ trợ của mình. Và đó tôi được gọi nó là giver's gain, cho đi là nhận lại. Và tôi mượn cái slogan, mượn một cái triết lý kinh doanh của BNI, một tổ chức kết nối kinh doanh lớn nhất ở trên toàn cầu 40 năm vừa qua. Giver's gain. Vậy thì chúng ta có cái gì để chúng ta cho các anh chị? Có sự tử tế thôi. Chúng ta sẽ thể hiện sự tử tế khi cho người khác bằng cách nào? Có ba thứ thôi. Chúng ta chỉ có ba thứ để chúng ta cho thôi. Cái thứ nhất, tôi gọi công thức này là công thức 3T ha, tử tế bằng 3T. Thứ nhất là chúng ta dùng nghe, nghe tử tế hay còn gọi là tai, một chữ T thứ nhất. Hai là chúng ta dùng lời nói, và tôi dùng cái từ gọi là tiếng, T thứ hai. Và cái tử tế thứ ba đó là làm bằng cái gì ạ? Bằng tay, là chữ T thứ ba. Hoặc là một cái cách khác tôi gọi cho nó vui thôi. Nghe bằng tai thì nó là tiếp thông tin, đúng không? Ba chữ T. Nói ra bằng tiếng thì nó là gì ạ? Truyền thông tin, ba chữ T. Và cái chữ T thứ ba là gì ạ? Triển thông tin, thi triển á, thực thi á, triển thông tin. Và nó cũng là ba chữ T. Và tôi viết tóm tắt lại vậy cho chúng ta dễ nhớ thôi. Thì tóm lại là chúng ta có ba thứ để cho thôi. Là chúng ta cho cái lời nói của chúng ta như thế nào, chúng ta cho cái việc nghe đi như thế nào, và cho cái việc là chúng ta hành động, chúng ta làm việc với người khác như thế nào, bằng công thức 3T. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái ha. Và tôi nói là có rất là nhiều thứ ở đây, đúng không? Nghe thì có rất là nhiều, nói cũng rất là nhiều, hành động làm cũng rất là nhiều, nhưng mà tôi không thể nào nói hết được trong phạm vi ngày hôm nay, cho nên tóm tắt thôi. Đầu tiên, chúng ta với cái tử tế bằng đầu tiên đó là lắng nghe. Nhìn cái hình này các anh chị cũng có thể thấy rồi. Chúng ta đừng lắng nghe bằng tai, mà chúng ta cần phải lắng nghe bằng mắt, và chúng ta lắng nghe bằng cái gì ạ? Bằng một cái trái tim khiêm nhường. Sáng ngày hôm nay chúng ta có học về cái công thức gọi là I know đó, tôi biết á. Thực sự chúng ta có đang nghe bằng một cái trái tim khiêm nhường hay không? Vì càng ngày chúng ta càng giỏi mà. Chúng ta là chủ doanh nghiệp mà, chúng ta là quản lý mà. Chúng ta đi tham dự học rất là nhiều, nhưng thực sự đến mỗi cái chương trình chúng ta đang có nghe khiêm nhường hay không? Hay là sáng ngày hôm nay khi cái phần trên đây chúng tôi đang trình bày thì các anh chị đã nghe rồi, cho nên các anh chị lấy điện thoại ra các anh chị bấm, thì đó có còn nghe khiêm nhường nữa không? Không đúng ạ. Hoặc là khi các anh chị nghe mà các anh chị đã có câu trả lời ở trong đầu á, thì đó không còn là nghe khiêm nhường nữa. Rồi, nghe thì nghe phải thấu, không nghe, nghe không thấu thì phải hỏi lại, và tuyệt đối là tránh bệnh gì ạ? Bệnh gì các anh chị đọc to lên, bệnh gì ạ? Tưởng, là cái bệnh này nặng không? Tôi kể cho anh chị nghe cái câu chuyện, năm 2013, khi mà tôi còn làm cái công ty xây dựng An Phát hồi nãy đó, thì chúng tôi trúng thầu một cái gói thầu, thực ra là chỉ định thầu thôi, có mối quan hệ trong cái ngành xăng dầu, làm với tổng công ty xăng dầu Việt Nam á, và làm một cái cửa hàng xăng dầu số 53 ở Long An. Thì khi đó tôi là giám đốc của dự án, và tôi cử bạn chỉ huy trưởng xuống dưới đó trực tiếp thi công, điều phối công nhân ở dưới đó. Ở cái dự án đó đó thì bạn chỉ huy trưởng này lại có một cái đơn vị giám sát, và cái người giám sát này nè trẻ tuổi, mới ra trường và nhỏ hơn cái bạn chỉ huy trưởng này. Ai có quyền cao hơn các anh chị? Giám sát hay là chỉ huy trưởng có quyền cao hơn ạ? Giám sát có quyền cao hơn. Giám sát là đơn vị đại diện cho chủ đầu tư, giám sát quá trình làm việc của ông này. Còn ông này tuổi đời, tuổi kinh nghiệm có thể cao hơn, lương cao hơn, nhưng mà ông phải dưới màu ông này. Bây giờ phải làm theo, làm phải báo cáo cho ông này. Thế thì vì cái độ tuổi ông này lớn quá, cho nên là ông không bao giờ ông nghe ông này á. Mặc dù ông này là phía trên, nhưng mà không nghe. Và thế là xảy ra mâu thuẫn, không có thể làm việc với nhau được. Và nguyên tắc muốn lấy được tiền, thi công lấy được tiền thì ông này phải nghiệm thu. Ông này là phải là chứng nhận ông này đã làm xong. Ông này viết giấy, ông này công nhận ông này làm xong thì mới được công nhận, mới lấy được tiền của chủ đầu tư. Thì hai bên mâu thuẫn rất là nhiều. Và cuối cùng phải gọi điện về cho tôi, và tôi qua làm việc với sếp của ông bên này, sếp ông giám sát. Thì cũng rất may là hai anh em cùng với quan điểm là làm sao mà ra cái công trình sản phẩm tốt nhất cho chủ đầu tư thôi.
Ok, hai anh em chốt cái đó và tôi gọi điện xuống cho ông chỉ huy trưởng là ok. Bây giờ bên này thống nhất rồi, bên mình cũng thống nhất, phải phối hợp cho nó tốt. Tất cả những cái từ đây về sau á, làm rất là đơn giản, không có phức tạp. Ông này nghe xong. Thế là ngày hôm đó là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Các anh chị tưởng tượng là, đây tôi vẽ, có cái bút đây không nhỉ? Chúng tôi làm cái dự án là thi công cái bồn xăng dầu ha, bồn xăng dầu. À, nguyên cái cây xăng á, thì nó, tôi vẽ mặt cắt thôi. Nó có hai cái bồn xăng dầu như thế này và phải làm cái móng. Cái móng ở bên dưới để đựng, tại vì một cái này tới mấy chục tấn lận. Cho nên phải móng dưới, mà ở đất Long An là đất bùn nhiều ha. Thì phải có các cái cây cừ. Cừ là mấy cái cây mà các chị thấy là đóng cái cừ cái đước á. Rồi, nó phải ở đây để nó chịu lực của cái móng. Thì nguyên tắc là làm tới phần nào là phải show ra cho ông giám sát xem để ông ký nghiệm thu thì mới được làm phần tiếp theo. Thế là sau khi mà tôi nói chuyện xong là em từ đây đi trở đi, em phối hợp rất là đơn giản, tại bên kia cũng hiểu cái cách hai bên làm việc rồi. Thì ngày thứ bảy và ngày chủ nhật tranh thủ ông giám sát ông nghỉ á. Thì hôm nay để đẩy tiến độ mà bữa giờ bị chậm lâu quá đẩy tiến độ. Ông quyết định là lấp toàn bộ cát lại, che hết cừ rồi làm luôn cái phần bê tông móng. Ngày thứ hai, ông giám sát ông xuống, ông thấy là chết rồi, phần cừ đâu rồi? Rõ ràng là cái phần đó bị che rồi, đâu có biết là bên dưới làm cái gì đâu. Ông quyết định là đập toàn bộ móng và đào lên để xem bên dưới có cái gì. Dạ, và tôi gọi điện xuống cho ông chỉ huy trưởng hỏi tại sao vậy em. Dạ, em tưởng là hôm trước anh nói vậy là xong, là bắt đầu tiến hành thi công rồi. Mà tôi nhớ rõ ràng tôi chỉ nói là phối hợp sắp tới nó sẽ đơn giản, em cứ làm theo đúng thủ tục là ok. Anh tưởng luôn là làm đi em, làm phần móng luôn. Và thế là các anh chị biết là chúng tôi có một cái vết rất là xấu đối với tổng công ty xăng dầu của Việt Nam. Toàn bộ cái phần này là chi phí chúng tôi chịu đập lên hết. Và chỉ huy trưởng đó không được bao giờ thi công bất kỳ công trình nào của tổng công ty xăng dầu nữa. Cái đó gọi là hậu quả của bệnh tưởng á. Này, tôi nói những cái câu chuyện như vậy nhưng mà nhớ cái câu của AHA là điều này sao ạ? Áp dụng vào doanh nghiệp của mình như thế nào? Tự link lại xem trong công ty của anh chị có hay có trường hợp bệnh tưởng giống như vậy hay không? Thì nếu như có rơi vào trường hợp đó đó, thì chúng ta đang rơi vào hành vi gì, có tử tế không ạ? Không tử tế một tí nào. Ha. Và cái lời khuyên của tôi cho các anh chị ở đây đó là bỏ tôi và bỏ tưởng. Rồi, nếu bỏ được tôi, bỏ được tưởng thì đó là một cái hành vi văn hóa tử tế. Tất nhiên nó còn rất là nhiều nhưng mà tôi nói ngắn như vậy thôi ha. Tiếp nào. Tử tế trong lời nói 3T. Trao thông tin. Trao thông tin như thế nào? Tôi luôn luôn nói đúng sự thật. À, khi tôi đọc như vậy các anh chị tự ngẫm lại xem các anh chị có nói đúng sự luôn luôn đúng sự thật hay không. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng mà có một vài quốc gia họ coi cái này nè, nếu như không nói đúng sự thật là họ đi cắt lưỡi luôn các anh chị. Tôi còn không nhớ có một cái quyển sách nào đó tôi đọc và trong đó có một hai quốc gia đó. Nếu như các anh chị không nói sự thật là bệnh đó rất nặng và cắt lưỡi luôn. Dạ. Các anh chị cứ tưởng tượng đi, nói mà không đúng sự thật. Bây giờ ở nhà nước mình cũng vậy, đã quy định rất là nhiều cái luật về không nói đúng sự thật là đã bị truy tố hình sự rồi đó. Một số cái mà vi phạm nghiêm trọng. Rồi, tử tế bằng cách nào ạ? Nói đủ câu, đủ ý, rõ ràng. Đây là một trong những điều các anh chị có thể để ý nào. Có bao giờ các anh chị là chủ doanh nghiệp hoặc là các anh chị là người quản lý, các anh chị khen một ai đó chưa? Có đúng không? Hoặc là chê một ai đó, hoặc là phê bình một ai đó chưa? Rồi, thì các anh chị có bao giờ đóng cái vai của một người nhân viên á? Khen thì không nói rồi ha. Khen mà không nói rõ lý do á, thì mình có cảm giác giống như là khen gì? Dạ, khen đểu á. Mình không biết tại sao khen á. Rồi, trường hợp thứ hai là phê bình. Phê bình thì nói chung chung vậy đó. À, chị nghe nói có người kia em đã làm việc này không tốt. Không nói cụ thể em nào nha. Trong công ty chúng ta có người rơi vào trường hợp này nè. Xong tự nhiên ở dưới hoang mang hết trơn luôn. Nguyên cái phòng họp đó ai cũng nghĩ là mình hoang mang. Đó là một cái cách mà chúng ta đưa ra lời khen và lời phê bình không tử tế một tí nào á. Cho nên nói phải đủ câu, đủ ý, đủ từ. Thì chúng ta mới hình dung được cả bối cảnh và cái nội dung. Còn không là chúng ta gây hoang mang cho những người nghe. Các anh chị đồng ý không ạ? Cực kỳ hoang mang. Và các anh chị thử đi, đứng ở vai trò một người nhân viên mà bị phê bình như vậy, không biết ai á, 40 người không biết ai trong đây vi phạm cái trường hợp này. Cái thứ ba là tôi không bao giờ nói hay nghe những lời chế nhạo hay những cái câu chuyện tầm phào. Đại loại là đi tám và đi gì? Đi đồn. Tám và đồn. Và thưa các anh chị, cái bệnh này trong công ty nhiều không ạ? Tôi còn nhớ, đây là cái trực tiếp tôi nè, năm 2006 đến 2012 thì tôi có cơ hội làm cho Sở Giao thông Vận tải ở phòng kế hoạch đầu tư. Và ở phòng của chúng tôi thì có 5 anh em, cực kỳ vui, độ tuổi là từ 73 cho đến 80, tôi là 80, cực kỳ vui vẻ.
Thế thì bỗng có một ngày nào đó, có một cái ngày có một cái cô sinh năm 84 là cháu của sếp, sếp to, đưa vào phòng của chúng tôi làm. Và cô này sinh ra trong một cái gia đình khá giả, cho nên về cái cách sinh hoạt của cổ rất là luộm thuộm, cô không biết làm những cái việc mà tự lo cho mình á, thậm chí là vệ sinh cá nhân, vệ sinh trên bàn làm việc, rồi cái cách mà giao tiếp nói chuyện với nhau là không thể nào mà phù hợp với 5 người tồn tại cũ trong phòng được. Thế là các anh chị biết gì không ạ? Đằng sau những cái buổi như vậy á, là chúng tôi thường là cuối tuần chúng tôi hay đi nhậu ha, làm sở thông cuối tuần đi nhậu đã lắm các chị. Cuối tuần đi nhậu thì trên bàn nhậu á, câu chuyện chỉ có hai cái thứ xung quanh thôi. Một là bàn về sếp này sếp kia xấu hay tốt. Hai là bàn về cái cô đó đó. Tôi bắt đầu tôi kể cái câu chuyện của cô đó ở trong phòng nó xấu như thế nào ra. Thì tôi cũng tin mấy ông bạn chung với tôi là thôi cái chuyện này tôi nói nhưng mà giữ đó thôi nha. Xong rồi ông bắt đầu đi đồn, ông lại đi nhậu tiếp. Đi đồn với nguyên một cái cơ quan cả 100 mấy chục người á. Thế là cuối cùng đó, đi đâu người ta cũng nhìn cô này với một cái ánh mắt nó rất là kỳ. Và trong vòng hơn năm thôi cô đó xin nghỉ luôn các anh chị. Trước đây tôi không để ý. Nhưng mà sau này khi bắt đầu đến với Action Code tôi mới học, tôi mới nghiệm lại toàn bộ cái hành trình của mình. Thực ra mình đang gây nghiệp quá lớn. Có đúng không ạ? Mình đi toàn nói cái chuyện là đồn với lại 8 không à. Mà đồn với 8 không có nói tốt. Có bao giờ đi tù với 8 mà nói tốt không anh chị? Toàn lựa chuyện xấu ra để nói không à. Gọi là cái lấy chuyện làm vui mà. Lấy câu chuyện làm vui mà. Này, tôi nói như vậy không phải là cho tôi. Mà cho các anh chị tự nghĩ lại xem bản thân mình đang có những chuyện như vậy không? Đội ngũ nhân sự của mình đang có như vậy không? Nếu có, nó đang là cái trường hợp hành vi văn hóa không tử tế. Việc đó không giúp mình thực thi được. Tốt đâu ạ. Và lời khuyên của tôi dành cho các anh chị đó là đúng, đủ và không đồn. Nói thì nói đúng, hai là nói đủ và ba là không đồn. Nha. À, chúng tôi có một khách hàng. Cái câu chuyện mà đồn đồn này nè, ở công ty lớn, công ty nhỏ nào cũng gặp hết á. Thì cái anh giám đốc điều hành, ảnh mới phát hiện ra được cái điều này và ảnh làm rất là hay. Ảnh đưa hai cái quy định. Một quy định thứ nhất là rèn luyện cái câu nói là không có người đó ở đây, đừng nói chuyện về họ. Thế là khi có một ai đó trong nhóm nói lên, tự nhiên có người đứng lên nhắc, ê, không có người đó ở đây, đừng nói chuyện về họ. Cái thứ hai là đánh lạc hướng. 12 tháng thì tổ chức 12 cái sự kiện khiến cho tất cả mọi người tập trung vào cái sự kiện. Và thế là họ tập trung vào cái gì ạ? Đồn về cái gì? Về cái sự kiện đó chuẩn bị như thế nào, trước, trong và sau như thế nào. Chứ không lo đồn về người khác nữa. Thì những cái công ty lớn các chị có thể lưu ý cái thông tin đó để có thể xây dựng cho công ty mình ha. Tổ chức liên tiếp 12 cái sự kiện và thế là mọi người tập trung vào cái sự kiện chứ không tập trung vào con người nữa. Dạ. Ok. Bây giờ nói đến cái câu chuyện là triển thông tin, làm. Chữ T thứ ba. Làm như thế nào? Tôi thông báo ngay khi biết có những cam kết có thể không thực hiện được và có giải pháp xử lý vấn đề ngay lập tức. Từ sáng giờ các anh chị nghe nói về fairway rồi. Có một số anh chị chưa lần nào đến với Action Code thì đôi khi các anh chị không biết fairway. Nhưng đại loại fairway là gì? Fairway là một cái quá trình để tạo ra lợi nhuận cho các anh chị. Đầu tiên là đầu vào là gì ạ? Khách hàng tiềm năng do bộ phận nào làm ạ? Marketing. Chuyển qua cho ông nào chuyển đổi thành khách hàng ạ? Sale. Rồi chuyển qua cho ông nào để thêm sản phẩm ạ? Thêm sản phẩm là ông phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm. Rồi chuyển qua cho ông nào bán thêm ạ? Chăm sóc khách hàng. Rồi chuyển qua bộ phận nào để tăng tỷ suất lợi nhuận ạ? Các bộ phận back office. Đó là một cái chuỗi quy trình từ đầu vào là người khách hàng tiềm năng cho đến đầu ra là mình lấy tiền và lợi nhuận của khách hàng. Hình dung không? Vậy thì cái quá trình thực thi là cái quá trình chúng ta phối hợp giữa 5 bộ phận đó với nhau. Câu chuyện là vậy nào? Những cái ngày đầu mà Action Code chúng tôi mới thành lập á, thì thực ra có mình tôi, Leo, Ben, Jack, một số người, một số coach à, gọi là ba đầu sáu tay làm startup bình thường. Rồi sau này có thêm các coach thì đòi hỏi có thêm khách hàng. Cho nên đẻ ra thêm bộ phận marketing, đẻ ra thêm bộ phận sale. Và bắt đầu đầu tư tiền vào làm marketing. Đầu tư vào tiền vào làm marketing. Thì khi và đầu tư tiền vào làm marketing á, thì lúc nào cũng có một cái kế hoạch marketing dự trù trước, đúng không? Có một cái kế hoạch và chạy theo cái kế hoạch đó. Khổ nổi là trong quá trình chạy, ví dụ đến ngày hôm nay là ngày tổ chức Planet Bootcamp thì trước đó một tuần phải ra được cái con số là bao nhiêu người tham dự dự kiến. Cách xa ơi là xa cái mục tiêu luôn. Mà phòng marketing im re không nói tiếng nào hết đó. Việc tử tế cần phải làm ở đây là gì ạ? Phòng marketing phải ngay lập tức lên tiếng với các bộ phận khác là số lượng khách hàng tiềm năng đổ về không đủ theo kế hoạch. Cho nên các anh chị có cái cách
để điều chỉnh cái ngân sách của mình, để tìm ra cái kênh bán hàng khác tốt hơn, ngay lập tức điều chỉnh từ trước. Còn đây là đợi tới sát ngày luôn, em chạy marketing mà cái kết quả nó không có ra, tới giờ còn đâu có xử lý kịp đâu. Dạ. Sau này tiến bộ hơn xíu, phòng marketing tiến bộ hơn rồi ha, thì bắt đầu báo với phòng sale. Rồi. Phòng sale á, phòng sale để đạt được KPI của mình thì họ cứ chấp nhận tất cả cái người nào mà thuộc cái list marketing chuyển qua, đưa vô hết. Cuối cùng coach vào trong lớp, đứng lớp đào tạo. Bao nhiêu các anh chị là chủ doanh nghiệp có một cánh tay giơ lên, bao nhiêu các anh chị không phải là chủ doanh nghiệp, 40 người còn lại. Má ơi, khách hàng tiềm năng của Action Coach là chủ doanh nghiệp hay là các bạn nhân viên ạ? Chủ doanh nghiệp. Và chết ở mấy ông coach rồi, mấy ông coach phân phối sức ra đó là nguyên ngày đó là cũng không làm được cái gì hết. Vậy nếu như ông sale ông làm hình tử tế thì ông sẽ làm gì ạ? Ông phải báo ngược lại cho phòng marketing là những cái khách hàng tiềm năng này không đúng chân dung của chúng ta. Báo lại với bên bộ phận chăm sóc khách hàng và coach là cái lớp này có thể sẽ phải hủy vì lượng cái lead đổ về hiện nay tụi em chưa làm được. Thì các anh sắp xếp một cái lịch khác của các anh đi. Phòng chăm sóc khách hàng cũng báo với phòng chăm sóc khách hàng để có lịch bố trí cho phù hợp. Nếu chúng ta làm như vậy chúng ta có tử tế không ạ? Nhưng mà ở đây họ không làm như vậy. Nhưng mà đó là giai đoạn đầu quá sinh cốt thôi nha các chị, bây giờ họ tử tế lắm rồi. Chứ không tử tế họ ở đây tôi nói họ đâu có chịu. Đúng không? Cho nên nhớ điều này đang diễn ra như thế nào với doanh nghiệp của anh chị, cái tự nghĩ lại của mình đi. Cái quá trình chúng ta phối hợp thì tôi có thông báo ngay cho những bộ phận khác khi cái cam kết của tôi có khả năng không thực hiện được không, hay đợi tới cúng deadline thì tôi mới nói để phối hợp được tốt hơn. Tôi chủ động nhắc nhở đồng nghiệp hoàn thành theo cam kết. Dạ, đây là một cái bệnh, đây là một cái bệnh, và tôi nói đây là một cái bệnh cũng khó đó. Việt Nam chúng ta có một cái khái niệm gọi là dĩ hòa vi quý, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lỡ tôi nhắc nhở người khác theo cam kết rồi nó giận tôi sao, mối quan hệ đang tốt đẹp cho nên đổ bể hay sao. Đây là cái khó, nhưng chúng ta phải làm các chị. Nếu chúng ta không nhắc nhở thì chắc chắn là nguyên cái chuỗi file quay đó, năm cái bộ phận bàn đó của chúng ta fail ngay lập tức. Nếu như marketing đang chưa làm tốt thì ông sale phải nhắc marketing để tập trung làm marketing sao cho nó hiệu quả hơn, cảnh báo liền. Nếu như ông sale chưa chuyển đổi được thì phòng chăm sóc hàng quay lại nhắc phòng chăm sóc hàng, à phòng sale đừng có qualify cái khách hàng tiềm năng như vậy nữa, vào nó tốn công của các bộ phận khác. Phải nhắc nhở các anh chị. Ngoài việc là tôi thông báo ra thì tôi phải quay lại tôi nhắc nhở những bộ phận khác liên quan. Đó là hành vi tử tế. Còn nếu chúng ta chưa làm được việc đó thì sao ạ? Không gì. Không nói lại theo tôi là các anh chị cũng không tử tế luôn. Không gì ạ? Các anh chị phải chơi với tôi chứ. Ok. Và lời của tôi đề nghị các anh chị đây là biết mình và nhắc người. Biết mình và nhắc người. Các anh chị cứ tóm tắt lại bằng cái keyword đó thôi. Các anh chị sẽ rất là dễ nhớ. Biết mình và nhắc người. Ok, một cái cách khác nữa nè. Tử tế trong việc làm. Tôi tuân thủ hệ thống và nhất quán trong hành động để mọi người cảm thấy thoải mái khi làm việc. Tôi luôn chịu trách nhiệm về mình và luôn xem mình và chịu trách nhiệm cho kết quả chung. Kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện về cái công ty cũ của tôi nữa. Công ty xây dựng trước á. Tại sao hồi xưa tôi không hiểu sao công ty tôi nhiều lỗi vậy không biết nữa. Đó. Sau này khi mà chúng tôi không làm cây xăng nữa thì cái thương hiệu chúng tôi bắt đầu lớn lên rồi. Thì chúng tôi nhận được những cái dự án của các cái chủ đầu tư, ví dụ như là của Vingroup, của Cityland, của rất là nhiều cái dự án lớn ha. Và họ giao cho chúng tôi những cái block, những cái nhà liền kề đó, thậm chí 8 căn, 10 căn xây cùng một lúc. Và chúng tôi cũng cử chỉ huy trưởng xuống làm. Nhưng mà thực tế là lúc đó cái năng lực quản trị của chúng tôi nó rất kém. Và cử chỉ huy trưởng xuống là toàn bị lỗi không à. Và chúng tôi phải đền hợp đồng rất là nhiều. Đó chính là lý do mà khiến cho tôi sau này cũng sức bất sang bang trong cái công việc đó. Thì khi mà chỉ huy trưởng gây ra rất là nhiều lỗi, chúng tôi phải đền hợp đồng rất là nhiều tiền á. Thì ban giám đốc tôi có 3 người. Tôi, một cái là phụ trách về kinh doanh, một anh phụ trách về thi công và một anh là CEO của công ty. 3 người lên họp với nhau đập bàn đập ghế khí thế luôn. Và yêu cầu là nếu xảy ra trường hợp này rồi đó thì cái anh chỉ huy trưởng ở dưới á phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và cao lắm là 50-50 cho công ty. Thống nhất 100%. Tiền mất nhiều quá mà đang bực mình. Ngày hôm sau anh chị huy trưởng ở dưới công trường chạy về nói chuyện với CEO. Anh ơi, dạo này vợ em đẻ đứa thứ ba. Rồi gia đình em thì dạo này cũng vợ em đẻ thì cũng nghỉ cho nên là cũng không có thu nhập tập trung vào em. Bây giờ anh cho em cái phạt này nó nặng quá. Thế là máu tử tế của CEO nổi lên. Và quyết định là thôi công ty gánh hết. Để đó khi nào em có tiền em trả. Đây chính là một cái bệnh mà chúng ta không bao giờ nhất quán trong việc tuân thủ hệ thống và những cái gì chúng ta đã cam kết cùng với nhau. Các anh chị đã họp với nhau thống nhất hết rồi, tự nhiên cái cuối cùng một mình chúng ta thay đổi quyết định. Các anh chị như vậy những người phối hợp với chúng ta cảm thấy khó chịu hay dễ chịu các anh chị?
cực kỳ khó chịu và lâu dần á là mất lòng tin luôn. Công ty tôi á lâu dần cái anh giám đốc thi công bỏ đi đâu cả 6 tháng trời, sau này gọi mãi về mới quay về để nói chuyện tiếp á. Giận quá không thể chấp nhận được cái cách làm việc giống như vậy. Thì tự nghĩ lại xem trong bộ phận phòng ban của mình, trong vai trò một người quản lý, trong vai trò một người lãnh đạo, chúng ta có đang làm cho đội ngũ nhân viên bị như vậy không? Và lời khuyên của tôi ở đây dành cho các anh chị là trước sau như một, trách nhiệm. Các anh chị có thể note cái keyword là trước sau như một và trách nhiệm. Ok. Vì tại sao chúng ta phải có những cái hành vi tử tế ở trong cái việc thực thi ạ? Tôi nghĩ là nãy giờ tôi nói thì các anh chị cũng đã hình dung rồi. Nhưng đây là những cái điều mà nó mang lại được ạ. Thứ nhất, nếu các anh chị có những cái hành vi tử tế trong quá trình thực thi công việc á, các anh chị sẽ tạo ra sự hài lòng, bởi vì người này với người tử tế với người kia thì các anh chị sẽ cảm thấy ạ. Nãy hồi nãy các anh chị xem cái video clip á, các anh chị cảm thấy là có một cái cảm xúc nào đó, nếu chúng ta đóng cái vai người đó, chúng ta có thấy vui không? Rất là hài lòng về việc chúng ta làm và hài lòng về việc những người khác đang làm. Và các anh chị tạo ra một cái môi trường. Môi trường đó sẽ khiến cho đội ngũ nhân sự các anh chị gắn kết hơn. Từ cái sự hài lòng á, họ thấy môi trường này là môi trường có thể làm việc được và họ bắt đầu gắn kết với nhau nhiều hơn. Họ yêu cái môi trường này, họ yêu cái con người ở đây. Và điều đó nó dẫn đến việc là nhân viên của anh chị sẽ trung thành hơn với công ty các anh chị. Nhân viên trung thành hơn thì lời hay lỗ cho công ty ạ? Lời, tại vì kỹ năng họ tăng lên, tính tận tâm họ tăng lên, họ hiểu văn hóa công ty, họ hiểu cách làm công ty, họ làm cực nhanh, không tốn tiền tuyển dụng nhất nhân sự mới nữa, tự nhiên cái lợi nhuận công ty tăng lên. Và khi họ trung thành rồi đó thì họ phối hợp với nhau rất là tốt, vì họ hiểu nhau rồi cho nên cái năng suất của công ty tự động tăng lên. Khi năng suất công ty tăng lên, tiền có lên rồi, bên này cũng vui vẻ rồi, và đó là tiền đề để tạo ra cái văn hóa tích cực. Và khi có văn hóa tích cực thì một cái cách gián tiếp, một cách trực tiếp, các anh chị sẽ tương tác với khách hàng một cách tích cực, tương tác với nhà cung cấp một cách tích cực. Và thế là đầu vào các anh chị cũng tốt, mà đầu ra thì cũng tốt, và cuối cùng là cả công ty được nâng lên. Cho nên tại sao chúng ta phải quyết định là có hành vi tử tế ở trong cái việc thực thi. Ok. Và khi mà các anh chị bắt đầu give a scan á, tử tế là give a scan á, thì các anh chị bắt đầu bước chân trở thành một người lãnh đạo không chức danh. Bao nhiêu các anh chị ở đây chúng ta không có chức danh nào ở trong công ty, giơ tay lên ạ. Rồi, rất tốt. Bao nhiêu các anh chị cảm thấy mình đang có chức danh và muốn không có chức danh? Nên đang có chức danh mà cũng tưởng tượng như mình không có chức danh. Vì chúng ta không có chức danh thì chúng ta mới trở nên khiêm gì ạ? Khiêm nhường được. Còn nếu các anh chị còn giữ cái chức danh, giữ chức vụ khi nói chuyện với người khác á, một mặt ngay lập tức các anh chị tạo ra cái khoảng cách và không khiêm nhường được. Cho nên hãy trở thành một người lãnh đạo không chức danh. Và nếu chưa đọc cuốn sách đó, hãy mua cuốn sách đó đọc. Tôi đọc cuốn sách đó từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng xong luôn cuốn sách. Định là cả tuần mà cuối cùng tôi thấy hay quá tôi đọc. Và vì vậy tôi chắt lọc ra được cái 4 cái câu mà tôi xin mượn ở đây để gửi đến các anh chị. 4 cái năng lực của tự nhiên của một người lãnh đạo không chức danh nào. Mỗi người trong chúng ta đang sống vào lúc này đều có khả năng đi làm mỗi ngày và thể hiện những điều gì tốt nhất bên trong chúng ta. Và anh không cần chức danh để làm việc đó. Đúng không ạ? Đúng hay rất đúng ạ? Không cần chức danh các anh chị. Năng lực thứ hai, mỗi người trong chúng ta đang sống ngày hôm nay đều có khả năng khích lệ, truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta gặp bằng cách tự mình trở thành một tấm gương tốt. Và anh không cần chức danh để làm điều đó. Trở thành tấm gương tốt không cần chức danh. Lời kêu gọi thứ ba của tôi nè. Mỗi người chúng ta đang sống trong cuộc đời này đều có khả năng định hướng những thay đổi tích cực một cách đầy nhiệt huyết dù đang phải đối mặt với những hoàn cảnh tiêu cực. Và anh cũng không cần chức danh để làm điều đó. Covid kệ Covid, chúng ta vẫn học tập làm kế hoạch được mà. Và năng lực cuối cùng. Mỗi người trong chúng ta đang sống với sự thật về tinh thần lãnh đạo đều có khả năng đối xử với tất cả mọi người một cách tử tế, tôn trọng và đề cao họ. Khi làm như thế, chúng ta đã nâng nền văn hóa của tổ chức lên một tầm cao nhất và anh cũng không cần đến chức danh để làm điều đó. Các anh chị đồng ý hay không đồng ý ạ? Yes hay là no ạ? Ok. Nhưng nói là ngày hôm nay thôi, vì các anh chị còn đội ngũ ở nhà rất là nhiều, không dễ để chúng ta biến những điều này trở thành hiện thực. Vì ước gì có đội ngũ chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đồng lòng hơn, đúng không? Lần sau chúng ta tử tế hơn, chúng ta đưa họ đến hết đây. Và nếu không thì tôi cũng có thể dành tặng cho các anh chị ha, dành tặng cho các anh chị. Sau cái buổi này nè, sau cái phần chia sẻ của tôi thì các anh chị hãy tranh thủ viết xuống 3 cái hành vi mà các anh chị thấy rằng có thể áp dụng trong 90 ngày tiếp theo. Phần này qua ha, tôi sẽ giới thiệu với các anh chị, tại tôi tử tế lắm, tôi phải đưa đến các anh chị một cái chương trình này.
Tiến sĩ Ivan Meissner là founder của BNI, tổ chức kết nối kinh doanh toàn cầu. Ông có nói một câu như thế này đó: văn hóa sơ tái chiến lược trong một bữa sáng. Ồ, chiến lược nó ghê không? Nhưng mà văn hóa sơ tái được các anh chị, văn hóa hoàn toàn sơ tái được. BNI có một văn hóa cực kỳ lớn là gì ạ? Đọc lớn lên giúp tôi ạ. Gì ạ? Give us gain, cho đi sẽ được nhận lại. Và trên toàn cầu chúng tôi đều công nhận cái văn hóa đó. Cho nên ông nói là văn hóa sơ tái chiến lược trong một bữa sáng. Vậy thì đây có phải là vấn đề mà các anh chị đang tìm không? Nếu như các anh chị thấy thì cứ yes ha. Các anh chị đang tìm kiếm cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp, yes hay no ạ? Ok, các anh chị đã cố gắng xây dựng doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp nhưng chỉ mang tính phong trào và gây lãng phí ngân sách, yes hay no ạ? Ai có thì mới la nha. Rồi, doanh nghiệp các anh chị hoạt động lâu rồi, đã có văn hóa rồi đó, định hình được rồi đó. Nhưng mà nhân viên chỉ thấy trên giấy tờ chứ không biết nó là gì, yes hay no ạ? Cái này yes to ha. Vậy nếu tôi có một cái chương trình mà giúp cho các anh chị xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, không xây dựng được ngay lập tức đâu, định hình được cho các anh chị và toàn bộ đội ngũ hình dung được cái nội dung này, văn hóa doanh nghiệp là gì, tại sao phải làm, các anh chị có muốn tham dự không? Yes hay no ạ? Tử tế xíu nào, yes hay no ạ? Ok, và lợi ích các anh chị nhận được là gì? Hiểu rõ về văn hóa doanh nghiệp cũng như mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu. Hiểu rõ được ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với toàn bộ kết quả kinh doanh của công ty. Lộ trình 4 bước để xây dựng thành công văn hóa trong doanh nghiệp. Trải qua 4 bước. Nhìn vào 4 bước đó chúng ta làm theo để tạo ra văn hóa doanh nghiệp. Đồng bộ hóa nhận thức của đội ngũ lãnh đạo quản lý key person để chúng ta có thể xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo ra doanh nghiệp hoạt động đúng, hiệu quả, nhất quán. Các anh chị có muốn tham dự chương trình này không? Có hay không? Ok, rồi. Phải cho tiền á. Nội dung của chúng tôi nói về 5 điểm chết trong teamwork, 6 chìa khóa để xây dựng, bẻ gãy được 5 điểm chết đó. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp là gì để tất cả mọi người đều hiểu như nhau. Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp để biết là tại sao chúng ta cần phải xây dựng nó. 4 bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cuối cùng hành động các anh chị sẽ làm gì để thực thi những cái văn hóa đang hiện hữu trong doanh nghiệp của các anh chị.